biết được anh em mình là Irene từ Q68 TV. Khi mà anh em tham gia thị trường crypto ấy, thì hẳn là đã không còn xa lạ với những triệu phú nổi lên nhờ việc là đầu tư crypto, đặc biệt là ở trong giai đoạn bùng nổ của các chu kỳ uptrend trước, đúng không nào? Tuy nhiên thì việc đầu tư tài chính nói chung thì đã không hề đơn giản, và đặc biệt là với những ngành mới như là ngành tiền mã hóa thì lại càng không hề dễ dàng một chút nào. Để anh em có thể xây dựng được một portfolio đầu tư một cách hợp lý và hiệu quả thì chắc chắn sẽ cần anh em tiếp cận một cách cẩn thận này, kỷ luật và có tính toán rõ ràng. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức để xây dựng nên một danh mục đầu tư có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong mùa bull run, cũng như là mình sẽ chia sẻ một số tips khi mà tham gia thị trường để anh em không bị mất tiền trong mùa uptrend sắp tới nhé. Và mình lưu ý cho anh em là nội dung của video này thì chỉ mang tính chất tham khảo nội dung và không phải lời khuyên đầu tư, cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho 68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Đầu tiên thì điều chúng ta cần quan tâm đó chính là xây dựng được một danh mục đầu tư hợp lý và hiệu quả. Mỗi người thì sẽ có một danh mục đầu tư của riêng mình, phụ thuộc vào vốn này, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như là mục tiêu lợi nhuận của mỗi cá nhân. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra một cấu trúc danh mục đầu tư với 3 tiêu chí như sau. Thứ nhất là phù hợp với người mới, thứ hai là có độ rủi ro ở mức thấp hoặc là trung bình, và thứ ba là có khả năng đem lại lợi nhuận tốt ở trong thị trường. Để mà có thể đáp ứng được 3 tiêu chí kể trên ấy thì theo mình, cấu trúc danh mục đầu tư của anh em sẽ cần phải có 3 phần như sau. Thứ nhất là đầu tư dài hạn, thứ hai là stablecoin, và thứ ba là tập trung vào 3 narrative và trend lớn của thị trường. Có một điều cần lưu ý ở đây cho anh em, đó chính là mình sẽ chỉ đưa ra cấu trúc cho anh em mà thôi. Còn về tỷ lệ phân bổ vốn cho từng phần trên thì sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro cũng như là mục tiêu lợi nhuận của anh em. Mỗi người chúng ta thì sẽ đều có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm khác nhau, đúng không nào? Cho nên là sẽ không có mẫu số chung về việc phân bổ vốn cho tất cả mọi người, cho nên anh em tự tham khảo để có thể phân bổ vốn một cách hợp lý nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng phần của cấu trúc trên. Đầu tiên thì anh em sẽ nên bắt đầu với những cái khoản đầu tư dài hạn. Ở trong phần này thì sẽ là những dự án mà anh em có thể theo đuổi trong nhiều năm. Các dự án này thì sẽ có đặc điểm chung là có vốn hóa từ lớn cho đến siêu lớn, tức là từ hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đô, và có nền tảng đội ngũ mạnh cũng như là có niềm tin lớn từ phía cộng đồng. Mình sẽ đưa ra một số đồng coin ví dụ thuộc mạng này có thể kể đến như là Bitcoin, Ethereum, Solana hay là BNB. Các dự án này thì sẽ khó có thể đem lại cho anh em mức lợi nhuận cao từ x20, x50 hay là x100. Tuy nhiên thì chúng sẽ có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn và có độ an toàn ở mức khá là cao. Mình biết là có nhiều anh em khi mới tham gia vào thị trường crypto thì đều mong muốn là thu được một lợi nhuận cao từ các dự án mới và tiềm năng. Tuy nhiên anh em nên nhớ điều đầu tiên và quan trọng nhất luôn luôn là đảm bảo lợi nhuận và vốn của mình ở trong tài khoản dài hạn, cũng như là luôn luôn phải giữ lại một phần stablecoin và tiền pháp định để đảm bảo cho vốn của anh em trong lâu dài. Tiếp đến phần thứ hai mà mình nghĩ là anh em sẽ quan tâm hơn, đó chính là đầu tư vào các narrative lớn. Khi mà đầu tư thì chúng ta thường nghe đến việc là bỏ trứng vào nhiều giỏ, đúng không? Vậy thì tại sao mình lại nói là chỉ nên đầu tư vào 3 narrative mà thôi? Thì trong vài năm trở lại đây thì thị trường crypto đã bùng nổ và trở nên quá là rộng lớn để chúng ta có thể đầu tư vào tất cả các narrative. Nếu như anh em tập trung vào quá nhiều narrative cùng một lúc thì số vốn của anh em sẽ bị pha loãng quá là nhiều, dẫn đến việc là khó có thể thu lại được một mức lợi nhuận tốt cho anh em. Dân gian ta thì đã có câu là một nghề cho chín còn hơn 9 nghề mà. Thay vì giải tiền vào quá nhiều trend thì thay vào đó là anh em hãy cố gắng research về những trend mà đáng chú ý nhất này, có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất và có thể lead thị trường trong tương lai. Đây thì mới chính là nơi có thể đem lại nguồn lợi nhuận tốt nhất cho anh em. Đến đây thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là vậy thì làm thế nào để chọn được các narrative tiềm năng nhất để kiếm tiền cho mình, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đưa ra một số tiêu chí để anh em có thể lựa chọn các narrative hợp lý nhé. Đầu tiên là nền tảng công nghệ này. Anh em nên xem xét xem là nền tảng công nghệ đứng đằng sau trend hay narrative đó là gì, nền tảng đó có đáng tin cậy hay là không, có khả năng mở rộng và có các cái giải pháp để thay thế các lĩnh vực hiện tại của crypto hay không. Thứ hai là bên cạnh nền tảng công nghệ, anh em hãy xem là dự án đó có sự hỗ trợ từ cộng đồng hay không. Cộng đồng crypto thì luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy dự án hay là trend narrative để phát triển lên. Anh em hãy kiểm tra những cái diễn đàn này, những cái nhóm Telegram, X hay là các trang mạng xã hội khác của dự án để đánh giá xem mức độ quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng đối với trend narrative hay là dự án đó như thế nào. Ví dụ như trước đây thì các dự án NFT thì sẽ được cộng đồng ủng hộ rất nhiều từ KOL lớn nhỏ này, nghệ sĩ hay là những người có sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Kể cả trong mùa bear gần đây thì cũng có rất nhiều dự án NFT được cộng đồng yêu mến, điển hình như là sự ra mắt của bộ sưu tập Azuki Elemental chẳng hạn. Kế đến thì chúng ta sẽ xem đến giá trị thực tại của dự án cũng như là dòng tiền đổ vào để đánh giá xem
là trend, narrative hay là dự án đó có giải quyết được vấn đề cụ thể nào đó hay là cung cấp được một giá trị người dùng hay là không. Một trend thành công thì sẽ thường giải quyết được các vấn đề hiện tại hoặc là đáp ứng được nhu cầu mới ở trong lĩnh vực tiền điện tử. Một narrative thì sẽ phải có dòng tiền đủ mạnh vào đó. Thông thường thì chúng ta sẽ vào xem DeFi Llama để xem là TVL của dự án hay là trend đó có tăng hay là không. Khi mà một trend hay là narrative mà không có ai đổ tiền vào thì sẽ không có dự án nào đi theo các trend này được, và nguy cơ cao là trend hay là narrative đó sẽ hẹo, ít khi được FOMO và có nguy cơ lụi tàn sớm trong tương lai. Một vấn đề nữa chúng ta cần quan tâm đó chính là đội dev hay là đội ngũ phát triển và backer. Khi mà anh em nghiên cứu về đội ngũ phát triển đằng sau dự án thì anh em nên tìm hiểu là họ có kinh nghiệm hay là chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực đó hay không này, hay là họ có tận tâm và nhiệt tình với cộng đồng hay là không. Một đội ngũ tận tâm và tài năng thì sẽ có thể đảm bảo cho sự tiến triển và thành công của dự án. Nhiều khi là chính đội ngũ này sẽ là yếu tố quyết định tới hơn 50-70% sự thành công của dự án đó. Ngoài việc đánh giá những yếu tố trên thì khi mà đầu tư vào các narrative thì anh em cũng phải quan tâm thêm một điều nữa là style trade của anh em như thế nào. Mỗi người thì sẽ có phong cách đầu tư khác nhau, cho nên là anh em cần chọn lọc narrative theo chiến lược và phương pháp trade của bản thân anh em. Khi mà anh em quan tâm và hứng thú với một trend narrative nhất định nào đó thì anh em trade sẽ có cảm giác là dễ dàng hơn và có thể bám sát hơn vào những narrative mà anh em không hứng thú. Để tìm được những narrative phù hợp cho bản thân anh em thì mình có đề xuất là anh em hãy chọn lọc dựa trên 3 tiêu chí sau. Thứ nhất là phù hợp với luận điểm của anh em, thứ hai là phù hợp với điểm mạnh của anh em, và cuối cùng thứ ba quan trọng nhất là đúng thời điểm. Mình đã làm một video về các narrative đáng chú ý trong năm 2024, anh em có thể xem thêm tại đây. Mình sẽ đặt đường link ở trên góc bên trái hoặc bên phải màn hình, hoặc là ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em nhé. Ngoài ra thì anh em có thể tìm hiểu thêm về các trend hay là narrative của thị trường ở trong phần categories, tức là phần danh mục của CoinGecko hoặc là CoinMarketCap nhé. Để ví dụ cho việc chọn narrative hay là trend phù hợp với bản thân thì mình sẽ lấy bản thân mình nha. Bản thân mình thì khá là thích GameFi bởi vì mình thích giải trí này, mình thích tìm hiểu về lối chơi, đồ họa hay là những cái token ở trong game, và mình cảm thấy là GameFi khá là gần gũi với bản thân mình. Tuy nhiên ngược lại thì mình không quá bullish hay là quá quan tâm vào trend AI vì mình biết là AI thì có rất là nhiều tiềm năng. Thế nhưng mà hiện tại thì mình chưa được thấy nhiều sự kết nối giữa AI và blockchain, cũng như là chưa thấy được là AI đang giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó ở trên thị trường crypto. Có thể là mình sai, tuy nhiên là mình chưa có nhiều kinh nghiệm và research về vấn đề này. Vì vậy cho nên cá nhân bản thân mình thì sẽ quan tâm hơn vào GameFi so với AI. Và sau khi anh em đã chọn được một câu chuyện ok rồi thì anh em sẽ có thể xác định được narrative mà anh em thích. Anh em sẽ cần đầu tư vào một dự án tiềm năng để kiếm lợi nhuận từ các narrative đó. Chiến lược mà chúng ta có thể dùng ở đây là đầu tư vào alpha và beta. Tại sao lại là alpha? Alpha ở đây thì có thể hiểu là những dự án dẫn đầu của mỗi narrative nhất định. Ví dụ như là GameFi ngày xưa thì có Axie Infinity với những đồng token như là AXS hay là RON, hay Liquid Staking thì chúng ta có Lido chẳng hạn. Nếu như mà anh em chọn đúng được một trend tiềm năng và chỉ tập trung vào một dự án alpha dẫn đầu thôi thì anh em cũng đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, một mức lợi nhuận cực kỳ tốt từ những cái dự án này rồi. Tuy nhiên nếu như anh em kỳ vọng vào những mức lợi nhuận cao như là X20, X50 hay thậm chí là X100 chẳng hạn thì anh em sẽ cần phải đầu tư những dự án alpha từ giai đoạn cực kỳ sớm, thậm chí phải đầu tư seed round hay là private round chẳng hạn. Hay là bước thứ hai thì anh em có thể tìm hiểu thêm về những dự án beta và đầu tư vào những dự án beta của trend. Beta thì là những dự án đằng sau alpha, họ có thể là những người đến sau hoặc là những cái dự án vẫn đang xây dựng. Các dự án beta thì sẽ có đặc điểm là mức rủi ro cao hơn, nhưng mà đi kèm với nó thì cũng sẽ có khả năng là đem lại mức lợi nhuận cao hơn cho anh em. Một tips của mình ở đây cho anh em là nếu như anh em đã đầu tư vào một dự án phiên bản alpha của trend thì khi mà đầu tư vào các dự án phiên bản beta thì anh em hãy tìm và đầu tư những phiên bản beta có sự khác biệt với phiên bản alpha. Ví dụ như là dự án nằm trên một chuỗi khác, hoặc là cung cấp được những cái giá trị hoặc là những đặc điểm khác so với dự án alpha cùng với trend đó. Ở đây thì mình sẽ để trên màn hình một cái danh mục đầu tư ví dụ thôi nha anh em, dựa trên những cái chiến lược và cấu trúc mình nói vừa rồi. Anh em hãy nhớ là đây chỉ là một ví dụ để minh họa mà thôi, và mình xin lưu ý lại là tỷ lệ phân bổ vốn sẽ tùy thuộc vào mục tiêu này, khoảng thời gian cũng như là mức độ chấp nhận rủi ro của anh em. Tất cả những gì mình chia sẻ phía trên thì chỉ là chiến lược và cấu trúc để anh em có thể xây dựng được một danh mục đầu tư của riêng mình mà thôi. Ok, sau khi mà anh em đã xây dựng được một cấu trúc đầu tư của riêng bản thân mình rồi thì bây giờ mình sẽ đến với phần thứ hai là những cái lưu ý khi mà anh em tham gia đầu tư trong thị trường bull run của crypto. Có một điều anh em nên biết là với những thị trường mới như thị trường crypto chẳng hạn thì tất cả mọi thứ sẽ xoay quanh sự chú ý. Tức là sao? Dự án nào càng hot, càng có nhiều người quan tâm,
càng có nhiều sự chú ý thì càng dễ tăng trưởng mạnh, trừ những trường hợp hy hữu như là dự án scam hoặc là view được bắp ảo thôi. Còn lại thì đa phần những dự án mà thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng thì đều có tiềm năng, kể cả là những dự án meme coin hay là shitcoin. Khi mà biết như vậy á, thì anh em hãy tưởng tượng anh em là những người đang lướt sóng. Mục tiêu của anh em là tìm được và cưỡi được những con sóng khổng lồ nhất. Ngay khi mà con sóng này sắp hết thì anh em hãy nhảy qua một con sóng khác ngay lập tức. Có rất nhiều dự án lớn, thậm chí là những top coin mùa trước thì cũng có thể biến mất ở mùa sau. Vì vậy cho nên là hãy luôn nhạy bén và quan tâm đến sự chú ý của cộng đồng. Vì vậy cho nên là anh em hãy luôn nhạy bén, quan tâm đến sự chú ý của cộng đồng và cưỡi lên những con sóng lớn đang chạy thôi nhá. Ok, bên cạnh việc là anh em cưỡi đúng con sóng là những trend lớn, những narrative lớn, thì anh em cũng phải chọn được những con thuyền phù hợp. Tức là sao? Những con thuyền đó anh em có thể coi là những dự án đi ha. Anh em đừng nhảy lên những con thuyền đang chắp vá hoặc là những con thuyền sắp chìm. Hãy chọn nhảy lên những con thuyền lớn và chuẩn bị ra khơi. Vậy làm sao để biết là con thuyền nào sắp chìm và con thuyền nào nên lên? Với những con thuyền sắp chìm á, thì sẽ có một số đặc điểm như sau này. Anh em có thể kiểm tra hai đặc điểm sau. Thứ nhất là những cái số liệu. Ở những cái số liệu lớn như là TVL này, số lượng giao dịch hay số người dùng đang suy giảm thì có thể là dấu hiệu cho thấy là dự án đó sắp chìm hoặc là sắp biến mất rồi. Thứ hai là sự kết nối của những cái người fan trung thành, những người hâm mộ á, thì chúng ta có thể biết là một dự án hay là một con thuyền sắp chìm khi mà kể cả những cái người thuyền viên trung thành nhất, tức là những người fan cuồng nhiệt nhất thì cũng đang dần dần không nhắc về nó nữa và lãng quên những con thuyền đó. Thì đó chính là hai cái đặc điểm quan trọng nhất và dễ thấy nhất về những cái dự án mà chúng ta sẽ cần phải sớm nhảy thuyền khỏi những cái dự án đó. Ngược lại thì với những dự án đang phát triển hoặc là những con thuyền mà lớn chuẩn bị ra khơi ấy, thì anh em có thể thấy là lộ trình phát triển của chúng ngày càng tham vọng hơn. Và một số dự án này thì thậm chí là còn được hưởng lợi từ việc tham gia rất là nhiều sóng, nhiều narrative khác nhau. Và như mình nói ở trên ấy, những dự án nào mà được càng nhiều người quan tâm, thu hút nhiều người dùng, có số lượng TVL lớn thì chắc chắn đây là những dự án tiềm năng và có thể tăng trưởng trong dài hạn. Anh em hãy nhảy lên những con thuyền như thế này. Đây chính là những con thuyền giúp anh em có thể nâng cao vị thế của mình trong thị trường. Một vấn đề nữa mình nghĩ là anh em cũng nên quan tâm, đó chính là mô hình đẩy giá hay là cách bơm giá của những dự án. Những nhà đầu tư gặp phải thua lỗ ở trong các chu kỳ á, là vì họ cố gắng áp dụng việc là đầu tư vào giá trị ở trong một thị trường đầu cơ. Tức là sao? Ở trong một thị trường bull run, tức là một thị trường đang tăng trưởng mạnh á, nếu anh em muốn lấy lợi nhuận thì chúng ta sẽ cần quan tâm nhiều hơn vào việc chọn entry đẹp và lấy được profit khi mà đầu tư. Vì vậy cho nên là anh em cần quan tâm đến những mô hình đẩy giá của các venture capital, tức là các quỹ này, hay là những MM là những cái nhà tạo lập thị trường làm giá, và cuối cùng là những cá mập, những cá lớn ở trong thị trường. Cái mô hình của sự tăng giá ở đây là sự chú ý và câu chuyện. Sự chú ý là cách mà dự án tạo ra niềm tin cho cái sản phẩm của họ, còn câu chuyện là cách mà dự án thuyết phục khiến chúng ta mua vào và kỳ vọng là nó tăng giá. Ở phần sự chú ý thì chúng ta có thể biết là đa phần người dùng crypto trung bình thì sẽ có mức độ chú ý rất là thấp. Cho dù khi mà chúng ta research về các dự án á, thì chúng ta đều biết là một sản phẩm tốt thì sẽ là một điều cần thiết. Thế nhưng mà nếu dự án không biết cách làm marketing mà không biết khiến cho cộng đồng FOMO á, thì giá của token hay đồng coin đó cũng khó có thể tăng trưởng mạnh được. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm những dự án hiểu và biết cách làm những điều trên. Thứ hai là về những câu chuyện thì mọi người sẽ mua khi mà họ tin rằng giá của token hay là dự án đó sẽ tăng. Câu chuyện thì sẽ là lý do khiến cho chúng ta tin rằng những người đằng sau sẽ mua giá cao hơn chúng ta, đúng không nào? Một số câu chuyện có thể thuyết phục người mua ở đây có thể kể đến như là các số liệu tốt này, các số liệu ngày càng tăng này, backer uy tín này, raise vốn tốt từ các quỹ lớn, hay là nhu cầu mua cao, dự án thì cầm nhiều token và bị lock, hay là có những nhà mờ, những người làm giá uy tín để làm giá, làm chart cho dự án đó, hay là sản phẩm thì ưu việt này, rẻ hơn, nhanh hơn Ethereum chẳng hạn, hay là ngoài ra thì cũng có một số chất xúc tác như là Layer 2 hoặc là dự án sắp được listing ở trên các sàn lớn như là Binance, OKX vân vân. Những điều này thì ít nhất là chứng tỏ được dự án có chất lượng và có niềm tin từ người dùng, đồng thời là có tiềm năng tăng trưởng ở trong tương lai. Ok, sau khi mà anh em đã xây dựng được một danh mục đầu tư hợp lý cũng như là hiểu được cách thị trường vận hành thì điều cuối cùng chúng ta cần nhớ tới đó chính là tránh khỏi những sai lầm. Sai lầm thứ nhất mà anh em cần tránh đó chính là tránh đa dạng hóa quá nhiều danh mục đầu tư của bạn. Nếu như số vốn của anh em chỉ dao động từ 1 cho đến 10k thì mình cho rằng ngoài Bitcoin, Ethereum ra thì anh em chỉ nên đầu tư từ 5 cho đến 7 dự án trong một thời điểm là hợp lý nhất. Đừng phung bổ quá nhiều vốn làm gì, bởi vì anh em sẽ khiến cho nguồn vốn của anh em bị loãng, khiến cho lợi nhuận của anh em từ đó cũng bị giảm đi. Thứ hai là đừng bị thị trường đánh lừa.
Cho dù hiện tại đang ở trong một bull run hay là một uptrend, thế nhưng mà có rất nhiều dự án đã ở trong chu kỳ tăng trưởng mạnh rồi, thì anh em đừng để bị FOMO bởi những dự án đó. Anh em hãy luôn nhớ là phải giữ quy tắc tích cực ở đầu chu kỳ và thận trọng khi mà về cuối chu kỳ. Khi mà thị trường nắm lên như ở thời điểm hiện tại á, thì nhiều anh em sẽ cảm thấy bị FOMO, phấn khích và thiếu sáng suốt khi mà anh em vào lệnh. Cho nên anh em hãy luôn nhớ là đừng để bị thị trường cám dỗ và cố gắng giữ một cái đầu lạnh. Và hãy luôn luôn nhớ rằng không được lạm dụng đòn bẩy, không vay tiền để đầu tư và không sử dụng thẻ tín dụng, tài khoản hưu trí hay là tài khoản bảo hiểm rủi ro của bạn để mang đi đầu tư. Tất cả những điều trên thì sẽ luôn kết thúc trong thảm họa mà thôi. Hãy nhớ kỹ điều đó nha anh em. Một điều cần lưu ý nữa là không bao giờ hold to die, luôn luôn cần có stop loss. Trend is friend và mọi thứ thì đều dựa trên động lượng cả. Đã có quá nhiều người ôm bom cảm tử và hy vọng là tài khoản của họ sẽ hòa vốn trở lại rồi. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều người đã mất trắng khi làm như vậy. Do đó cho nên là anh em đừng lo sợ cắt lỗ, hãy đảm bảo là bảo toàn vốn của anh em bằng việc thiết lập những cái quy tắc đơn giản như là nếu như token này giảm 20% thì mình sẽ cắt nó đi. Không có gì gọi là chén thánh cả, cho nên là chúng ta chỉ đang tối đa hóa lợi nhuận cũng như tối thiểu hóa rủi ro của bản thân mà thôi. Một điều nữa cần nhớ là đừng bao giờ nhảy đi nhảy lại quá nhiều trend hay là narrative, hãy giữ vững lập trường của bản thân. Bên cạnh những lưu ý trên thì anh em hãy luôn nhớ tăng nguồn thu nhập của bản thân. Việc đầu tư và giao dịch thì không phải là cách duy nhất để có thể kiếm tiền. Anh em có thể thực hiện những cách sau để có thể kiếm tiền trong thị trường crypto. Ví dụ như là tham gia cày airdrop này, nhận những cái công việc ở trên thị trường Web3 hoặc là bắt đầu những cái công việc phụ. Anh em nên nhớ là bất kỳ 100 đô nào mà anh em làm ra cũng có thể trở thành vốn để anh em có thể x10 thậm chí x100 lần số tiền đó. Ok, sau khi mà anh em đã biết cách xây dựng danh mục đầu tư của bản thân này, kiếm được lợi nhuận cũng như là hiểu được những cái vấn đề cần tránh khi mà tham gia thị trường, thì điều cuối cùng mà mình muốn anh em quan tâm đó chính là về cách chốt lời. Một số lưu ý về chốt lời thì anh em đừng nên cố gắng tính được cái thời gian lên đỉnh của bất kỳ đồng coin hay là đồng token nào mà anh em đầu tư. Anh em phải nhớ là lãi luôn luôn là lãi, anh em đừng FOMO lo sợ miss sóng lớn nào cả. Thứ hai là anh em phải thu lợi nhuận vào dài hạn hoặc là vào tài khoản vốn của anh em. Nếu như anh em chỉ chốt lãi và ném vào những cái game khác hay là những đồng token rủi ro hơn thì đó không được coi là chốt lời. Cuối cùng thì anh em hãy đặt ra những cái quy tắc đơn giản, ví dụ như là nếu như kèo này x3 thì tôi sẽ rút tiền gốc và quy đổi ra thành USDT. Không có ai có thể xác định được thời điểm đạt đỉnh để chốt lời một cách hoàn hảo cả, kể cả những nhà tạo lập thị trường hay là những cá mập. Bất cứ ai thì cũng có khả năng mất tiền khi mà tham gia vào thị trường, kể cả là họ có kinh nghiệm đến đâu hay là đã tham gia thị trường lâu đến mức nào. Đừng quên những bài học lịch sử từ những cái tên siêu khủng như là FTX, Luna hay là 3AC. Anh em hãy nên đặt ra được một mục tiêu cho bản thân và nghiêm túc với mục tiêu đó. Chỉ cần anh em thắng được bản thân thôi là anh em đã vô cùng thành công rồi. Một tip mà mình thấy mọi người hay áp dụng để chốt lời một cách thành công là để ý hai vấn đề. Thứ nhất là các dữ liệu on-chain, xem là các cá mập hay là các market maker đang như thế nào. Hai là để ý các cái mạng xã hội, ví dụ như là YouTube, TikTok hay là Reddit, để xem là những người thanh khoản của mình đang nghĩ như thế nào. Ngoài việc follow những KOL phương Tây hay là những KOL Việt Nam thì anh em cũng nên theo dõi những KOL của Trung Quốc, của Nga hay là của Hàn Quốc để xem là họ đang thực sự nghĩ như thế nào nhé. Video đến đây thì khá là dài rồi và mình hy vọng là sau video này thì anh em sẽ biết cách xây dựng một portfolio, một danh mục đầu tư crypto phù hợp với anh em và có hiệu quả cao, giúp anh em đem lại được mức lợi nhuận mà anh em kỳ vọng, cũng như là hiểu được cách thị trường crypto vận hành và biết được một số tips và những cái sai lầm cần tránh khi mà tham gia vào thị trường trong mùa bull run. Mình chúc tất cả các anh em có thể kiếm được những mức lợi nhuận tốt khi mà tham gia vào thị trường trong mùa uptrend sắp tới. Và anh em lưu ý là hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định số tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin 68 TV, cũng như ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!